Ôi giời, bọn nó toàn lên nóc nhà hết đấy nhở? Bọn nó làm gì nhở? Bọn nó bắn tên chiến à? Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Thế bây giờ mình lên trên nóc nhà mình lút đồ xong mình bị bắn thì mình có được gọi được không? Cái gì vậy? Ờ sao ai? Em không bị hạ kìa? Em bị rơi vào góc lá rồi. Ủa sao không là làng vậy? Các bạn ơi, hiện tại thì chỉ có 25% bạn trên kênh của mình bấm vào nút đăng ký, 74% bạn còn lại chỉ xem nhưng chưa bấm vào nút đăng ký. Trước khi xem video, các bạn nhớ bỏ ra 3 giây bấm vào nút đăng ký, nút like, nút chuông để mỗi lần mình ra video, các bạn sẽ được cập nhật thông tin sớm nhất nha. Ừ, thôi thì anh ta anh mà. Nó bắn mình như con chim luôn. Thôi, bình thường. À, nó xuống kho dưới, nó xuống kho dưới mà, không phải kho trên đâu. Ờ, thôi mình vừa chạm chân thì nó cũng vừa từ kho dưới lên. Bên em 600. Em hốt tụi nó luôn cho anh coi nè. Mày đang ngóng dữ rồi. À, MP đây rồi, xong. Tao sẽ lấy cái mạng của tụi mày. Sợ quá. Em nó sợ, em nó chạy hết trơn rồi. Xong. Mày quỷ. Ơ, cái lồng đen gì vậy? Nghe thôi sao? Em bị lắc mà. Đâu. Ôi. Chạy đi, anh không có súng. Ui. Anh Tu. Anh Tu nó lấy cái mạng em rồi. Còn lên em. Có cái yêu ba mày. Thôi em sợ quá em phải chạy nhau. Trời ơi, mọi người vác hai cây súng mà chạy. Ủa trời ơi. Ai ai đang chọc cập trong người còn đúng cái. Anh cũng có cây súng nha. Vừa mới nhặt được xong. Anh còn muốn đi với anh không? Đừng lên xe ổng. Trời ơi. Ổng là dân trồng rau đó. Trồng rau là gì anh? Trồng rau. Trồng rau hả? Trồng rau là nông dân em. Bốc phét ít thôi. Em cũng không biết. Trồng rau là nông dân á. Ai mà biết được. Thì là nông dân. Ờ có gì thôi. Cái nông dân. Thì nông dân người ta hiền hậu phúc đức. Có cái ba mày. À, mình có nên là quay lại mình đơm bốn kia không ta? Không em. Không hả? Bỏ. Rồi xong anh Tú. Hay quá anh Tú ơi. Anh có cần em móc móc sau lưng đâu em bắn không? Không em. Làm sao em sống rồi được? Ủa anh ấy không chạy qua đơm bốn kia hả? Đấy anh đơm bốn này hay hơn nè. Rồi xong anh. Rồi rồi. Ôi. Trời ơi. Xong rồi. Em ơi em có thể cứu xuyên tường. Nó ở đâu vậy? Nó ở khắp mọi nơi. Nó ở everywhere luôn. Không có một khẩu súng nào đây thì phải. À có. Cứ thế đến nào cơ. Ui bên nhà đá kìa. Anh ép toàn bắn vào thế này vậy trời. Anh có bắn vào mình đâu. Đâu, anh bắn vào từng băng của nó mà. Thôi, mày đừng có bốc quét. Đồ hổ quá. Mệt. Ấy da, cái lồng đèn của thằng nào vậy? Tôi bắn như cái máy phát cỏ vậy, kêu tôi bắn vào tường ạ. À. Thề. Em thấy nó phát cỏ vào tường mà. Cảm cảm. Yếu xịu rồi. Cái thằng sau cục đá chết chưa? Để chưa, nó yếu à. Sulin. Ở dưới chân anh có một thằng nè. Chắc nó vui tính lắm nè. Hello bạn nhỏ. Cò mềm đã héo khô. Chết chưa? Ở đây nè. Ui. Đó anh bắt được em. Đi. Yeah, nó nắp lên rồi. Ê. Đi phụt. Ơ, có người vừa đến cho anh ấy rồi. Trời ơi trời, nó cái ép của em mất tiêu rồi. Chị ơi vui, chứ ước gì cái người đó sẽ bị đâu. Mày chạy à? Chạy nữa đi. Dậy mà chạy đi. Dậy đi Simo, dậy múa đi. Sao lại không múa? Ờ, cái lồng đèn gì vậy? Người, cục đá bên đây, bắn xuyên cục đá luôn. Không, anh tới đơm nó nè, em coi nè. Đây, để em coi. À, trời ơi anh ơi, yếu rồi. Anh nét ơi, vô đầu ơi. Đừng lo anh. Anh nét ạ, yếu xìu luôn rồi anh nét. Ok. Đừng bắn tao nữa. Nó ở đâu vậy? Đông. Để đó. Sao anh Tú? Trạm phát điện ấy, cái chỗ trạm phát điện. Xa Tú keo lắm. Không có, anh chạy đến đâu rồi. Hình như có một thằng áo đỏ thôi phải.
Nó khi trước mặt mình ấy á, khi dưới chân ấy á. Thôi kệ luôn đi, em chạy đạo vậy đó. Xa 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 xa. À, thấy rồi nè. Ôi, khoát rên kìa. Để đi á, anh kê. Ok, nó chạy rồi. Hay quá. Lúc phòng xa có thằng gần. Thằng gần chết. Thằng xa nóc. Thằng xa nữa chạy. Ơ, nó chạy bên nhà ba Giang kìa. Nóc kìa mọi người. Nóc luôn. Ôi, em cũng cầm 219 này em. Đó, sao hai người này giống nhau thế? Anh mà không có mà lúc này cũng bắn 219. Không mà 219 thì đúng là anh ạ. Ờ, có thằng trước mặt kìa, ngay sau nhà gỗ. Rồi còn viết S có từ nữa. Nóc anh ơi, nóc anh ơi. Nó khổ vậy đấy. Khổ vậy, sao nóc liên tục vậy ta? Hai cái máy cày đây. Anh Vic cô đập. Anh ơi, ai đúp anh, bắn không anh? Có. Trời người yêu ơi, có cái gì cắt móng tay không? Go! Có cái gì cắt móng tay? Không cắt rồi, cắn luôn á. Khỏi bắn súng gần rồi. Mà hai một tí luôn. Tính cắn là thôi, kìa. Ghê. Ghê được mới không cắn nè, nhờ ghê mới không cắn đó. Đỡ hơn, Su Linh cắn móng tay mèo. Nani? Vậy, cắn móng tay mèo nào? Cắt chứ sao? Cắn. Cắn. Ôi trời ơi. Không có cắn. Ôi, cầm móng tay mèo xỉa răng luôn. Ghê lắm. Trời ơi, anh thật ơi. Anh ghét ơi. Anh thật bỉa đâu nhỉ? Anh ghét em đi. Anh có đập quả mìn đâu nhỉ? À, cầm sao anh đâm em. Ê, chạy, mày không biết giết tao. Có mềm sẽ héo khô từ ngày em về đây. À, từ ngày em về đây. Ơ, à, ai vậy? Anh chạy đúng thẳng vào cái tâm súng của nó bắn bát phát bắn anh luôn ạ. Em một cái. Bỏ thù nhá, bỏ thù nhá. Em hết, anh có xu không vậy? Ừ. Anh tốt. À, anh có một xu thì phải. Hai xu ấy. Mọi người ai có xu mọi người ơi. Đây chị có xu đây. Em có ba. Có người ở trong nhà, có người ở trong nhà. Có người ở trong chỗ hồi sinh luôn. Vô đi. Hay quá. Có thằng rồi à? Em không có súng cân. Có mua luôn anh luôn được rồi bật nào. Chị ơi em có 3 xu rồi, chị đủ xu không? Đây được cứu, được cứu. Anh ấy giết nó chưa? Gì lâu vậy? Ơi bắn máu. À! Ghê. Ghê quá. Xem chút nữa chết rồi. Ôi giời, bọn nó toàn lên nóc nhà hết đấy nhở? Bọn nó làm gì nhở? Bọn nó bắn tên chiến à? Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Đó, bây giờ mình lên trên nóc nhà, mình lút đồ xong rồi xong mình bị bắn thì mình có được gọi được không? Cái gì vậy? Ờ, sao anh? Em không bị hạ kìa? Ủa? Hả? Em bị rơi vào góc lá rồi. Ủa? Ủa sao không là lại nhở? Ảo thật đấy! Cứu mọi người. Mua S đi. Mà sao S bị làm sao đấy? Mua S để có tiền xu mua S với. Ủa cái chỗ mua đâu vậy mọi anh người? Anh có 2 xu, ở đây anh có 2 xu rồi, ai có nhiều xu hơn không? À em có xu này, em có xu. Đến bây giờ học thính nó vẫn còn ngu học vậy trời. Hay quá, sống lại rồi. Bà con ơi tôi sống lại rồi nè, ảo thật đấy. Ủa sao anh ấy chết, anh ấy không là làng nhớ. Anh biết đâu. Ai mà biết được. Anh không biết. Ôi à? Đùn phòng ở trên có người rồi làm sao. Anh đục keo này à. Rồi cái thính của tôi đâu? Em bị thịt rơi vào đầu. Vợ sao thì ít quê quá. Ôi, thằng này hát hả? Có người anh. Sao? Nó ở đâu? Easy. Mày thấy easy nè. Ui. Trời ơi trời. Trời ơi. Trên chỗ S. Trên chỗ S hai đứa hay sao ấy? Xong rồi em giết một thằng trên rồi. Gặp luôn. Ừ, hay lắm. Hết kiểu máu rồi, không? Hết máu rồi, bắn tao đi mày. Như một bài thơ này. Còn khuya. Mày biết. Anh đâu. Dạ đi. Anh không quá nặng đấy. Không phải ai ăn. Anh chết. Không phải ai. Em sợ anh chết. Không cần đâu. Hồi nãy thì... Biết kia có keo kìa. Không bảo. Thế kia chết rồi. Em nãy không không xài máu luôn hả? Không. Anh mạnh rồi. Rồi. Anh cũng có máu.
còn thằng cuối đâu? Chắc có chạy trong nhà ta. Đây mấy rồi, anh đấy đây đó. Ai ăn đây, ai ăn đây, ai ăn, ai ăn. Ai? Bén nha, tức rồi nha. Tôi tức quá. Mọi người xem nặng ấy à? Ok em. Ok em bắn, em bắn hay quá. Sao? Em nghĩ em đi quay đúng rồi. Vlog công khai với chị Na nha. Hả, công khai. Em với chị Na đi công khai yêu nhau. Oh, God.